Đâu có ai nghe đâu hả? Chị nhập đâu? Đây ở với Huy. Đấy chị á hả? Ở nhà được chơi cái đó hả? Rồi bắt thêm món nữa đi con. Ba món đi. Một món nữa. Để bắt gì để bắt? Đất đất vào không nhỉ? Bắt cũng nó kêu mẹ nó bắt. Nè con bắt đi. Tục lơ rồi no rồi. Thôi đừng có nhắc em nè. Không biết gì không bắt gì bắt mà. Cái mâm lớn quá rồi. Ừ, đi ơi, đi ơi, đi ơi. Rồi, vậy là có no rồi có tiền xài. Rồi, vậy đi. Ba tới tiền, cái nó phải tiền. Nó không bắt rồi, nó hiểu mình. Bà ba tới thôi, không là sao bà thưởng gì chân á. Rồi đâu. Rồi, no rồi. Dạ, không có. Có ăn có tiền rồi sao để cho dạ dạ nó không đi bán rồi ơi có tiền xài được rồi đây rồi bỏ cho miệng chân đi bỏ cho miệng chân đi rồi má má chén trà chén trà để giật mày ơi má nè 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 chị ơi chị ơi đây 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 tặng cho một tí để thấy chị ăn quá sao Tại nó đi bậy.
ta sẽ đi tốt chứ không có đi dân già cũng mất con cá. Kì Phúc, Phúc kì Dương Ba quay phim kìa. Phúc hè, Phúc hè. Được không mối hả? Đừng méo hả? Hả? Lên má không ăn, mà không ra thì không ăn. Giờ đâu có ăn đi mi gặm miếng gì để bay cho đi gặm miếng gì để bay đi cho lụa cho nó ăn được ta thì quay phim nha. Dạ ăn đồ gì đến bàn nha, đừng vô lắc nha, đứng kế bà. Gan mà giờ xe làm dở lắm ơi, nó làm nên ba cái miếng dán ở dưới nó đục quá. Đó, tới bên cô. Mẹ đang ăn uống mà. Đâu chịu ngồi. Cái này nó không báo bao nhiêu phút hết trơn. Thôi giờ lại. Thôi, bắt con thôi. Con lại cho. Kê, chúng ba kêu kìa. Kê, chúng ba kêu kìa. Có chuyện với các bạn rồi.